Miệt Thứ hôm nay về ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh ăn một bữa cơm quê nhà nghèo miền sông nước một chiều mưa. Hôm nay em ăn cơm nhà nghèo nè quý vị. Đây là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Cái này gọi là cái gì? Dưa leo bằm nước mắm. Canh này canh gì? Canh rau mồng tơi. Chuối chát. Có hơi lớn nha. Chuối chát. Chuối chát thì sẽ ăn với cái này. Mắm ruốc chua. Mắm ruốc chua gì? Trộn đu đủ. Trời ơi ngon quá, ngon nè. Có tôm nè hả? Có tôm không? Anh đang còn ruốc mà đúng không? Còn một lát nữa em sẽ ăn tráng miệng. Em ăn tráng miệng cũng hấp dẫn lắm bà con. Đó. Quá trời hấp dẫn. Ăn đi con. Con gái, con ăn đi. Con còn ăn cười gì? Trời ơi, cái này hấp cho bao lâu vậy? Chưa chín hả? Chưa chín mà đem ra trời. Con quỷ. Hay quá, hấp lại đi. Ê, phải cho đôi đũa mới ăn được chứ, chiếc đũa đâu? Đũa đâu? Đôi đũa đâu? Đây, đây, đây làm. Đôi đũa nó cũng nghèo lắm quý vị. Nó nghèo lắm luôn á. Trời ơi trời. Trời, cái này ngon lắm nè. Xuất sắc luôn bà con. Thiệt tình luôn á. Cái này làm khó không Thùy? Bào đu đủ ra. Mắm này mình mua ở đâu? Mua người ta bán tiệm. Tiệm á chứ không phải là trong ruộng để bán hả? Biển nào? Sẹo nhào nha quý vị. Ai muốn ăn mắm này ra sẹo nhào mua nè. Còn ai mà bận quá mà muốn thèm quá mà muốn ăn liền á thì gọi em nha. Em bán luôn nha bà con. Có bán luôn. Bán luôn nha. Mà bán là mình bán cái ruốc này thôi đúng không? Chứ mình đâu có chỗ mình bán. Để mình... Mà đưa đủ về gà bào ra người phơi khô. Thôi đó mẹ, chú bán á. Và chú là chú già hả? Chú chát hả? Chú già. Mình sẽ chấm với cái này nè bà con. Rồi, mình sẽ ăn với một miếng cơm. Đúng luôn. Đúng chất miền Thứ luôn. Đúng chất miền Tây luôn, miền quê sông nước luôn. Quê luôn. Có bà tơi nấu không? Có tơi. Thôi em ăn nha bà con. Đâu rồi, cắt cái quá rồi. Con do con ăn hết trơn rồi lấy tiền đâu mà ngon không quý vị? Cực kỳ ngon luôn, khoai mì. Ê, buổi tối ăn khoai mì có sao không quý vị? Không.